Piccolo. This is your receipt. Thank you so much. Okay. No, it's closed already. It's closed. And then back on the box. Bây giờ sau khi kiểm tra xong nóng mọc xong thì giờ mình đi lên xe bus đi qua lại bên chiếc cửa. Ủa? À, anh ấy lên ngồi xe đàng hoàng chứ bộ. Cũng có một ghế chứ bộ. Đây là bác tài. Bây giờ đang đi ngồi xe bus để mà đến tiếp viện thì hôm nay thì 77 độ. Một chút xíu mây nhưng mà vẫn nóng như thường. It is. The hearing when you drive from somewhere on the plane. We drove from. Tất cả mọi người đã lên tàu. Chưa lên chứ. Bây giờ mới có đứng trên cái phòng được hàng này thôi. Hello, this is for the parents traveling with kids. Can they wait for the safety? Say in Camp Ocean. Đây là cái thẻ này. Đây, đây là cái thẻ này. Đây, thấy để tên gì tên vậy? I got to play with. Nó có trên cái tên. Nó kẹp ở trên đó. Mở ra. Đây là trung trần cao bình trần nè. Đây đó. Thẻ hàng trung, mở thẻ ra, bỏ vô lấy trên lấy ra. Trung trần cao. Đây là 4 thẻ, 4 người. Mình vô cái nó cho mình thấy cái giấy của mình. I'm in this all room. Vô rồi. Hi. Trời ơi, trai mình biết hai nữa kìa. Buổi ăn trưa lúc 2 giờ lớn thì mới lên tàu. Chụp ảnh luôn. Cục cưng của mình á. Cục cưng mình ăn rồi, ăn dữ luôn. Ăn quá trời luôn nè. Nguyên cái chén nó ăn hết rồi, giờ nó lấy chén khác. Ngon không? Ryan, ngon không?
ngon không? Đưa tay lên, ngon thì ra. Phải gạt mấy người mới lên để cho họ biết là ăn rồi ăn nhiều cho tiền. Hôm nay mình ăn cơm với lại cái gì đừng có dưa leo. Ở nhà nó không chịu ăn rồi giờ lên ngon không con? Đây còn cái bún xào nè, bún xào đó, cái món bún xào này đây. Bún xào, tôi muối rồi, muối dơ kìa, muối nè, nước nè. Mấy bỏ chân tiên mà. Hôm nay còn có chân tiên là. Thì thích bỏ món gì bỏ? Đây nó có cá chập. Ôi cái này là hết rồi. Này ăn với cái french fry cũng được. Bỏ pickle vô nè. Xíu thử này nè. Thập cẩm luôn đi. Bỏ vô ăn thôi. Ăn gì tự lấy. Đây là những cái món là em vô cho nó cơm. Này french fry mà loại các nhuyễn. Còn đây thì grilled onion. Sauté. Còn này là mushroom. Bacon, này bacon. Đi tìm chỗ để mà ăn rồi đi nha. Tìm chỗ thưởng thức. Giờ ông xã mình vừa lấy xong cái hamburger rồi. Giờ lại coi thưởng thức sao nè. Thịt khoai nó chiên cũng giòn á. Thích là ăn nó mấy cái giòn giòn nè. Cái french fry này á mà ví dụ mình chấm với cái miếng sốt này rất là ngon luôn. Chị thích nữa là thích cái french fry nhỏ này của nó nè. Ăn giống như chip vậy.
Bạn không có ngán. Hiện tại cái bây giờ là trên nước Mỹ là các bạn đang xếp hàng để mà mua pot pie sandwich chicken. Mình cũng đã xếp hàng 4 lần rồi không có được. Thì ông xã mình đang ở trên này cũng thích cái món này. Cũng là hamburger cho nó chắc ăn khỏi cái xếp hàng. Món này là thập cẩm luôn rồi. Các nước miếng ăn nha. Quá trời bự luôn. Ăn ngon. Dành dụm chi pot pie vô lên đi ăn nè, thoải mái không? Đến đây có liền rồi, khỏi xếp hàng. Đúng rồi đó, bữa nay không cần xếp hàng. Muốn bỏ thêm cái gia vị gì thì bỏ. Thì ở trong này nó có hành với lại thịt lâm đồ nãy mình đã giới thiệu á. Khi mà mình bỏ chung vô ăn nó rất là ngon luôn. Nó vừa ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay nữa. Nó có như là nó có như 5-6 loại burger rồi. Đây là một trong những loại hôm nay mình gọi. Nó có tên khác nhau. Cái này gọi là Ranger. Là nó có cái cục cục thịt đây. Cục này đây. Miếng thịt đó với lại cái miếng onion ring. Đó là vậy. Còn cái loại khác thì nó lại có khác, nó có cái cục, nó có kèm thêm cái khác của nó. Nhưng mà mình muốn bỏ cái gì mình bỏ, nó có một cái quầy riêng mình muốn bỏ thì mình bỏ. Chứ không nhất thiết là mình phải lấy cái nào mà nó có sẵn trong đó. Hôm nay vừa ăn vừa thưởng thức gió biển đó. Bây giờ thì nó đang còn đậu ở đây 6 giờ nó mới đi. Thực sự bây giờ thì ở vùng Southeast của nước Mỹ đang xôn xao về bão của Dorian. Bây giờ mình cũng đã bứt dép cách đây 6-7 tháng rồi, không thể nào là không có đi được. Nhưng mà mình nghĩ thì nếu như thì nó đã cho đi rồi, tất nhiên là nó sẽ tránh cái ngọn bão đó nó đi cái chuyến chuyến. Cái này không phải là mình, cái này phải là mình liều, là tại nó không chịu cancel thì mình đi thôi. Không. Mình chờ nó cancel đến giờ cuối luôn mà nó cũng không, nó chỉ đăng lên nó nói là thuyền vẫn hoạt động bình thường, hiện tại là vẫn bình thường, nó chỉ là không đến cái đảo nào mà đang bị ảnh hưởng thôi. Thực sự là bây giờ bão nó mới vô là ha, mà nó chưa tới nước Mỹ nữa, mà trong thứ tư này nó sẽ tới. Ăn cái burger này à, ăn cái hamburger này, ăn chỉ cần một cái thôi là no nguyên ngày. Vậy mà có nhiều người người ta ăn 2-3 cái rồi. Mình hồi xưa mình cũng ăn mấy cái, nhưng mà kỳ này mình nghĩ chắc mình cũng ăn mấy cái. Có phải là vậy? Một lát nữa ăn xong á, cái anh này á, hôm qua bên ảnh ăn cái kem rồi, mình thấy bên kia nó có cái kem trộn hấp dẫn quá. Nhìn cái quầy kem của nó, hình như cái quầy kem này nó khác cái quầy kem những cái carnival khác hả? Nó bự hơn. Bự mà nhìn hấp dẫn. Nó có ly nữa, cái ly nó làm bằng nhựa giống như cái ly uống nước của mình vậy đó. Rồi, nữa, qua mà cái này á, cái burger này mà ăn mà các bạn mà thấy ăn không hết á, hay là ăn chỉ muốn mà thử thôi, nó có 5 cái tất cả, thì mình chỉ cần cắn miếng hai miếng mình quăng cũng được. Nó không bắt buộc là mình phải ăn hết nguyên một cái. Mình ăn mà mình không ăn nổi nữa thì mình cứ tiếp tục là cứ quăng thôi. Không ấy lại anh kêu 5 cái anh review luôn. Chắc cũng vậy cũng được ha. Các bạn nghĩ sao? Làm vậy quá là phí đồ ăn đúng không? Cho mình cái cơm mình nha. Bây giờ đi ăn kem nè. Thôi không ăn nữa, chắc no rồi phải không? Để ăn. Ăn cái này ăn bình thường không nổi đâu. Cái này chỉ có buổi ăn lên chứ, ăn buổi chiều chứ trưa thì mới có món này. Chứ buổi sáng là không có món này. Buổi sáng chỉ là ăn mấy cái món mà sáng sớm thôi. Chứ mà là có gì sẽ review mấy món buổi sáng. Tại mình lên thì bây giờ thì nó cho ăn buổi trưa, buổi chiều. Tối sẽ ăn buổi tối nữa. Tiếp tục hành trình. Đây, cái hàng nước. Bây giờ mình đi lấy nước cho mình. Đây, buổi trưa thì có nước chanh, hai tiên. Có cà phê, chai trà đủ luôn nè. Thích nhất là cái hàng này nha.
trà xanh nè, đường, bê tông, quá trời. Bên đây là đá. Cà phê nữa nè. Cà phê cũng có, bên đây nó có nước chanh. Sữa. Nước chanh với lại nước trà đá. Cà phê nè. Ai muốn cà phê thường thì uống, mà cà phê không có caffeine thì cũng có. Đây nước chanh mà uống nè. Đó, cái ly nhựa này nè, cái này là ly nhựa nè, uống mà rớt cái gì cũng không sao đó. Cái nước chanh, cái này là nước chanh với lại nước trà. Thực tế là đây chỉ mua cái hộp mà, bằng giấy mà ở ngoài chợ Walmart hay là cái gì á, nó đổ vô cái này cái mình bấm ra, nhưng mà mình uống trên đây nó ngon hơn là mình ra ngoài đó. Tại vì chắc là nghĩ đến tại vì mình uống thoải mái hay sao free ra kia mình phải mua. Thì cái này cũng trả tiền rồi, nhưng mà ý là mình đây uống bao nhiêu luôn à. Quán kem nè. Rồi cái hàng bên này thích nhất nè. Quay qua đây là cái hàng kem. Mọi cái thằng khác á, thì cái hàng kem này nó chỉ một chỗ nào thôi, một cái thôi. Cái này nó có hai cái, với lại nó có thêm những đồ mà mình thích ở đây nè. Đây, cái này là đồ mình lấy kem bỏ vô cái này, cái không này nè. Hay là mình muốn làm cái này được. Cái này là cái khớp. Thấy không? Không xài, mình lấy đây. Họ đưa người ta lấy, người ta dội. Nó có nhiều loại kem khác nhau. Cái này là vanilla. Nhưng nó có để đây, nhưng mà oh yeah, cái này chocolate. Nó để berry. Cái này vanilla, còn cái này là bên phải là vanilla, bên trái là chocolate. Còn chính giữa là nó mix hai cái giữa, hai cái bên phải bên trái lại thành một cái giữa. Cái này bên này cũng y chang vậy luôn. Phục vụ cho hai người. Ngon không? Kem ngon không? Kem free nó ngon ha. Thích nhất là kem vanilla. Lên đây là chuộng cái món này. Ok, giờ tiếp tục đi ra coi ngoài. Bây giờ như là mình căng là mình 180 83 pound hay nhiêu á. Mà nghĩ sau cái chuyến này 5 ngày chắc mình về mình sẽ lên 200 mấy pound. Có thể là vậy. Ok.